chuyện thần thoại của tôi và con trai. Tôi là một giáo viên ở huyện Hồ Nam, làm việc chăm chỉ và có thành tích xuất sắc. Trong mắt lãnh đạo nhà trường, các đồng nghiệp và học sinh, tôi là một giáo viên ưu tú. Năm 2005, cậu con trai 8 tuổi của tôi bị Bệnh viện Tương Nhã, Hồ Nam chẩn đoán mắc chứng nan y trong giới y học. Bệnh phong thấp kiêm nhiễm trùng huyết nặng của con trai tôi có mức độ lây nhiễm vi khuẩn trong huyết tương đã lên đến 93%. Nhiệt độ cơ thể cao kịch kim. Bệnh viện đã sử dụng toàn bộ các loại thuốc trị liệu nhập khẩu, cũng không thể đẩy lùi cơn sốt cao của cháu. Tôi tìm đến những chuyên gia uy tín của Nhật và Mỹ, kết luận vẫn là không thể chữa khỏi. Tôi phải dốc hết sức mình để con trai được sống. Dẫu khuynh gia bại sản, tôi cũng cam lòng. Dẫu chỉ còn một tia hy vọng, tôi cũng muốn dốc tâm thử nghiệm. Kỳ vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Nhưng mọi nỗ lực và phó xuất của tôi đều không thể cảm động trời xanh. Suốt một năm chữa trị, vì sốt cao không thể kiểm soát, xương cốt của con trai tôi đã bị biến dạng toàn bộ. Hệ cơ toàn thân của cháu bị co rút, thậm chí miệng cũng không thể mở ra được, chỉ còn mí mắt và nhãn cầu là có thể động đậy. Từng là bảo bối tâm can hoạt bát, đáng yêu của tôi, nay lại trở thành một bộ xương cứng ngắc. Khi bệnh viện yêu cầu cho cháu xuất viện vì không thể tiếp tục cứu chữa được nữa, vị thần may mắn cuối cùng cũng đã đến với tôi. Tháng 5 năm 2006, một dì đến nhà tôi chơi. Dì ấy nói với tôi rằng Pháp Luân Công trừ bệnh khỏe người rất công hiệu, chỉ cần có lòng tin sẽ có thể cải tử hoàn sinh. Trong số những người tu luyện Pháp Luân Công, thậm chí có người đã lo liệu việc hậu sự cũng đều khỏe lại. Dường như tôi đã nhìn thấy một tia hy vọng. Lúc đó tôi đã quyết định sẽ tu luyện và bắt đầu thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Ngay ngày hôm đó, kỳ tích đã xuất hiện. Triệu chứng sốt cao đã biến mất, cơn đau cũng giảm xuống. Tôi vô cùng cảm kích trước Pháp Luân Đại Pháp. Ngày hôm sau, miệng cháu đã có thể mở ra và ăn uống một chút. Tôi đọc chuyển Pháp Luân cho con trai nghe và cùng nhau thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Học chuyển Pháp Luân chưa đầy một tuần, thì một hôm khi cho con trai đi tiểu, cháu đau đớn hét lên. Tôi liên tục niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cứ niệm cho tới khi con trai ngủ vùi trong lòng tôi. Tôi cũng mơ màng rơi vào giấc ngủ. Sau khi nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghe thấy một giọng nói: ta đến tiêu nghiệp cho đứa trẻ. Sau đó tôi nhìn thấy một bàn tay to lớn nắm lấy tay phải của con trai rõ mồn một. Trong bàn tay ấy đột nhiên có một luồng khói bốc lên. Từ ngón tay của con trai tôi cháy mãi đến tận vai thì biến mất. Tôi kinh ngạc thức giấc thì con trai tôi cũng tỉnh dậy và muốn đi tiểu. Chỉ khác là cháu kéo quần xuống một cách rất tự nhiên. Tôi đột nhiên ý thức được rằng tay phải của cháu đã hồi phục. Cháu đã có thể tự đi vệ sinh, tự ăn cơm, uống nước. Kể từ đó, toàn bộ cơ thể đã dần dần hồi phục. Chúng tôi nỗ lực tu luyện tâm tính theo yêu cầu trong cuốn Chuyển Pháp Luân, thiện đãi người và luôn nghĩ tới người khác. Tôi cảm ơn và từ chối các khoản quyên góp của đồng nghiệp, chuyển những món tiền không thể khước từ tới các quỹ nhân ái. Năm 2008, con trai tôi đã có thể đi tập tễnh. Cháu nhắc đến chuyện muốn đi học, tôi quyết định để cháu học tiếp. Thế là cháu đã học xong tiểu học. Đến kỳ thi cấp 2, cháu đã thi đỗ vào trường trọng điểm với 6 điểm A. Đến cấp 3, cháu lại thi đỗ vào trường đại học trọng điểm, vượt điểm chuẩn đến hàng chục điểm và thi đỗ vào trường đại học trọng điểm như ước mơ. Hiện giờ con trai tôi đã 20 tuổi và đang học đại học. Từ ngày tu luyện Pháp Luân Công, cháu đã không phải uống một viên thuốc nào. Cháu tích cực tham gia các môn thể dục như bóng rổ, bóng đá, bơi lội. Là Pháp Luân Đại Pháp đã triển hiện kỳ tích tại nhân gian trên thân con trai tôi. Là Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho cả gia đình tôi sinh mệnh thứ hai.